Chào anh chị, em đã vừa khui ra cặp bình hoàn chỉnh sẽ bao gồm là hai nắp, hai thân và hai phần đôn kê, tức là hai phần chân cả nhà. Và bây giờ thì sẽ giới thiệu đến cả nhà luôn. Cặp bình này là cặp bình cổ thuộc dòng gốm xứ Satsuma và niên đại là trên 150 năm. Em sẽ giới thiệu đến cả nhà. Chúng ta sẽ đi từ phía trên phần nắp xuống nhé. Với trước tiên phần nắp thì chúng ta sẽ có hình tượng vô cùng khỏe khoắn và mãnh liệt, đó là một cặp lân. Và cặp lân này cũng sẽ được làm đối xứng nhau cả nhà, tức là một chú lân sẽ đứng được chân phải lên trên hí cầu và một chú lân thì sẽ đứng chân trái lên trên hí cầu cả nhà. Đây, em sẽ mời cả nhà cùng quan sát kỹ chú lân, có phần đuôi cũng như là phần bờm là được vẽ vàng, chân đứng lên hí cầu. Đặc điểm của phần thân là được vẽ rất là nhiều gấm và xoáy nhá. Đây. Tiếp theo chúng ta sẽ đến hoa văn của phần nắp, hoa văn cổ phần nắp cũng như là hình tượng hoa sen và phần uốn lượn ở phần miệng. Tiếp theo ở bên dưới phần cổ thì chúng ta sẽ có đó là hoa mộc đơn và lá ngô đồng nhé cả nhà. Đây, lá ngô đồng. Phía bên hông thì chúng ta sẽ có hình tượng là chú rồng. Anh chị có thể thấy cái này có thể gọi là giao long nhé cả nhà. Giao long với hình tượng rồng này, râu này, chân là quắp vào phần vòng và có cánh nhé cả nhà, rất là đã. Phía bên dưới này thì sẽ có ở phần hai nơ hai bên nữa cả nhà. Đây, phần nơ nha, bên này cũng sẽ có phần nơ cả nhà. Đây, và hình tượng ở dưới này thì sẽ có phía trên phần vai là hình tượng của chú chim phượng hoàng. Lá ngô đồng và chim phượng hoàng cũng như là lân và rồng là biểu trưng cho quyền lực nhá và giai cấp thống trị. Mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng. Về phần mặt chính của chiếc bình này thì ở đây cả nhà có thể cùng em chiêm ngưỡng cái phần cặp mặt chính sẽ là hình tượng vua và quan. Hình tượng vua quan rất là đã, với các vị vua quan thì sẽ được mặc những bộ quần áo cổ của Nhật Bản cả nhà thì có thể xem, và mỗi người mỗi nét nha. Đây anh chị có thể rất là đã này. Đây anh chị, em quay sát phần cái hoa văn cho anh chị có thể chiêm ngưỡng các hoa văn của Nhật Bản nha, và hình tượng quần áo cũng như là tóc và mi chân mày này. Đây, những chú tiểu, những chú hầu đồng với mái tóc được cạo ở phần đầu. Đây, phía bên dưới phần chân sẽ có đường diềm cả nhà, rất là đã. Đây, và mặt còn lại của chiếc bình này sẽ là hình tượng La Hán nhé cả nhà. Chúng ta sẽ đi qua một chiếc bình này. Thì cái mặt này em sẽ quay các phần La Hán ra đằng trước để có thể dễ dàng giới thiệu. Nhưng mặt sau của chiếc bình này thì sẽ là hình tượng vua và quan, tức là cặp bình này sẽ được vẽ đối xứng nhau hoàn toàn cả nhà. Cũng vẫn sẽ là hình tượng lá ngô đồng, chim phượng hoàng, hình ảnh giao long rất là mạnh mẽ. Và khung cảnh chính đó chính là Tây Phương Cực Lạc, các vị La Hán rất là đã, anh chị có thể chiêm ngưỡng. Các vị La Hán này thì sẽ có ánh hào quang ở trên phần đầu này cả nhà, và quần áo được làm theo lối quần áo cổ của Nhật Bản. Mà một cái đặc trưng không chỉ là các vị La Hán nữa, đó chính là cái văn hóa Phật giáo của Nhật Bản sẽ được truyền bá theo cách hoàn toàn riêng biệt, hoàn rất là đặc biệt và khác với văn hóa Phật giáo của Việt Nam luôn. Và sẽ được trang trí lên trên các lọ hoa gốm sứ, thì cũng có những chiếc bình lớn như thế này thì sẽ được bày trí trang trí ở cái giai cấp quyền lực nhá cả nhà, giai cấp thống trị, hoặc là sẽ làm quà tặng ngoại giao. Những chiếc bình lớn như thế này rất là tuyệt vời, anh chị có thể chiêm ngưỡng vào các đường nét hoa văn được vẽ này, vẽ vàng và hào quang này. Và ở đây thì sẽ có chữ ký Đại Nhật Bản cũng như là chữ ký của nghệ nhân nha. Đây, các nét vẽ cực kỳ đã luôn cả nhà. Ở đây là hình tượng thập lục La Hán. Có một chiếc bình ngày trước em cũng có giới thiệu đến cả nhà, đó là văn hóa Phật giáo của Nhật sẽ có hình tượng là thập lục 16 vị La Hán nhé. Rồi phía bên dưới thì chúng ta cũng sẽ có phần đường diềm phía bên dưới, mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng. Và phần đôn kê rất là tuyệt vời, hình tượng giao long hai bên. Đây, em mời cả nhà cùng chiêm ngắm lại cặp bình tuyệt đẹp này và vô cùng giá trị. Ở đây là một cặp bình chia sẻ với cả nhà luôn là vô cùng hoàn hảo, với lại phần chân này, phần nắp này và phần bụng nha, hoàn toàn không bị lai. Và hơn nữa là cái phần tích ở trên những chiếc bình này thì là tích tuyệt đẹp, với tích vua quan vẽ rất là chi tiết và tích thập lục La Hán rất là giá trị. Mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng. Và mọi thông tin về cặp bình này thì anh chị có thể cùng giao lưu sưu tầm với gốm Nhật Toki, anh chị có thể liên hệ với em nha. Rất là cảm ơn quý anh chị đã theo dõi, và em xin được tạm kết video này tại đây.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong những tác phẩm sưu tầm giá trị cùng với gốm Nhật Toki.